Địch thủ lớn nhất của bạn là bản ngã của chính mình. Bản ngã không phải là xấu, nó tồn tại là có lý do. Bản ngã là địch thủ lớn nhất, nhưng không có nghĩa nó là đối tượng để tiêu diệt. Cách nhìn khác đó là thuần hóa bản ngã. Bản ngã như một con thú hoang và cần được thuần hóa. Có thể nói mọi vấn đề trong cuộc sống đều có động lực từ bản ngã, nguyên nhân từ bản ngã, và các vấn đề gặp phải cũng xuất phát từ bản ngã. Người tài giỏi hay nói lời kiêu ngạo để mang họa do xuất phát từ bản ngã. Vợ chồng cãi nhau tranh thắng cũng là bản ngã. Tranh luận các vấn đề xã hội cãi nhau cũng là để khẳng định bản ngã. Khẳng định bằng của cải, danh vọng, địa vị cũng để phục vụ bản ngã. Mọi thứ có sáng có tối, có âm có dương thì bản ngã cũng là một nửa của chính mình vậy. Như hình với bóng, thế nên chẳng thể loại trừ bản ngã, nhưng có thể hiểu nhịp điệu để khiêu vũ cùng bản ngã. Biết cách sử dụng bản ngã cũng là một nghệ thuật. Tâm biến hóa ra sao thì bản ngã cũng có thể biến hóa như vậy. Vì cái tôi có thể không chỉ giới hạn cái thân này, con người mình, mà ví dụ bản ngã cũng có thể mở rộng ra. Nhưng nếu vợ chồng cùng chung một bản ngã hòa hợp thì giảm thiểu xung đột, phẩm giá của vợ cũng là danh dự của chồng, vì thế của chồng là tự hào của vợ, vì thế đỡ xảy ra chuyện vùi dập lẫn nhau. Một tập thể cùng chung một bản ngã thì là một thể thống nhất, một quốc gia, một dân tộc. Nếu mỗi người một bản ngã thì là dễ xung đột lẫn nhau. Vô ngã và đại ngã. Khi đại bản ngã tiến tới vô cùng thì cũng lại thành vô ngã. Đưa tâm thái lên góc nhìn cao hơn để quan sát chính bản ngã. Khi quan sát chính bản ngã thì có thể hòa nhập được với bản ngã và tự do điều khiển bản ngã. Cũng giống như siêu nhân cao chui vào robot linh thú. Ngược lại, khi không thể quan sát chính bản ngã thì dễ bị bản ngã làm chủ, mà mọi lý trí đều chỉ phục vụ bản ngã, từ đó cuốn theo các vòng xoáy tương tác qua lại của ân oán luân hồi. Hải Ninh Vũ.